Xin Lê Nguyễn mến chào bà con. Thì hôm nay tiếp tục mình có đến một cái khu vườn chuyên trồng bông trang, lá trung nè, lá nhuyễn. Đó, thì cái vườn, khu vườn này thì cũng khá là rộng nha bà con, nhiều gốc. Cây thì tàn khủng, hoành cũng cỡ 20 hay mấy rồi, cao cũng mét mấy trở lên. Đó thì xung quanh thì có những cái cây trang đột biến như sọc, mỹ cam sọc, rồi hường sọc, bốn mặt hoa. Đó, những cái này thì nó quá bình thường so với bà con đã biết hiện nay rồi. Đó thì bây giờ mình chia sẻ thêm một số cây cổ thụ đi, rồi tiếp tục mình sẽ chia sẻ cho bà con cái cây lạ nhất hôm nay, có cái tên hồng phấn hương. Thì trước màn ảnh bà con đang xem là mấy cái cây hồng phấn cổ thụ nè. Ồ, hoa thì rất là sai hoa ha. Thì mình cũng đã có dịp chia sẻ với bà con rồi, cái dòng này rất là xiên hoa. Đó, hoa ra quanh năm bà con mà không cắt tỉa là hầu như là ra hoài luôn. Đó, thì chia sẻ với bà con là hiện tại cái phong trào mình chơi bông trang thì nó đa dạng lắm nha. Lá nhỏ, ai yêu mến lá nhỏ thì thích dòng lá nhỏ, tàn đặc quánh, nhiều tàn nhiều tược. Đó, rồi một số bà con thì thích cái dòng lá lớn, lá trung, thì nó sẽ cái mật độ nhánh tàn nó thì nó hơi thưa xíu. Đó, thì nói chung là mỗi một sở thích thì mỗi người khác nhau ha. Rồi đây là lá nhuyễn nữa nè, đặc hữu hết. Đó, thì bà con nào có yêu mến cái bộ bông trang á thì bà con cứ xem clip của Liêm Nguyễn, xong rồi bà con bấm đăng ký theo dõi thì bà con sẽ cập nhật được những cái mà vườn bông trang mà mình chia sẻ cái nhà vườn của kênh mình á, để chào bán cho bà con để cùng giao lưu. Đó, còn đây thì mình chia sẻ cái khu vườn này để cho bà con mình cùng chiêm ngưỡng thôi. Như cái này đi cam sọc nè. Đó, thì đặc biệt hôm nay có anh chủ vườn là anh Giang, rồi anh giới thiệu cho bà con cùng mình một số cây độc lạ mình cũng đã từng chia sẻ rồi, nhưng mà hôm nay thì mình chia sẻ lại cho bà con mình cùng chiêm ngưỡng. Đây là cây hồng phấn hương ha. Hồng phấn hương. Đây hồng phấn hương nha bà con. Cái này là cây mới luôn nha. Đó thì vô cái vấn đề chính của ngày hôm nay là chủ yếu là mình chia sẻ cho bà con cái dòng đột biến mới. Thì bà con biết là đây là những cái cây hồng phấn lá nhỏ bình thường. Hồng phấn phát tím đó. Còn đây là cái cây là hồng phấn, cũng là gọi là hồng phấn phát tím luôn. Đó, nhưng mà cái lá nó khác hơn, nó đột biến từ thằng hồng phấn phát tím lên ha. Đây, bông rất là đẹp luôn. Cái này là mình đột biến lên cái mình cắt là mình dâm ha anh Giang? Đột biến lá nhỏ, đột biến lá trung, mình cắt mình dâm rồi. Thì cái loại này là gì, cái mẫu bông rất là to đẹp nha bà con. Nó to hơn cái loại lá nhỏ. Không có vấn lá nhỏ thì cái bông nhỏ. Thì đa số nói chung là lá nhỏ bông nhỏ, lá to bông to ha. Rồi. Bông nhỏ mà nhà cái gốc được cái chơi cổ thụ. Đó, thì được con cái mấy cái cây lá nhỏ thì nó tàn dày đặc, thì cái gốc thì nó đẹp, cổ thụ. Hoành cái này nó cỡ khoảng 20 mấy luôn á. 20 mấy ăn lên. Cũng thế đẹp ha. Này là có mối đặt rồi nè, nên là mấy xiết cái dây đó làm dấu. Đúng không? Chơi mà lựa mấy cái cây chơi mà tàu cổ thụ mà tàn thông như vậy thì đặt quánh vậy thì rất là đã luôn ha. Trồng cái cây này cũng khoảng 7-8 năm hơn nha bà con. Rất là lâu á. Vườn thì rất mình rất là nhiều luôn. Đó, bên kia nữa đây nè. Mình qua bên đây để cho bà con mình có những cây bự gì nha. Đó, hôm nay thì nhân cái dịp mà mình cam hết tẩy rồi. Rồi cái cây kìa, khủng bố luôn, đôn lên cái chậu cả 1 mét nữa là cái cây này để lên cái sân thì nó chiếm diện tích cũng dữ à. Đó, bộ đế hết biết luôn rồi, quá trời đã luôn rồi bà con ơi. Cái vườn này thì bà con chơi bông trang thì bà con yên tâm về cái vấn đề cây. Thật ra là cây bông trang cái sức sống nó rất là mạnh khỏe luôn. Cái chỗ này là cái chỗ mà nước ở khu vực phía nam á, miền Tây sông nước của mình á, là nó vừa nước ngập nè, nó mới rút xuống rồi. Thì qua cái mùa nước nổi á là hầu như là nhấn chìm cái chỗ này hết luôn. Đó. Nhưng mà nó không có chết, bà con cứ yên tâm. Nó nhấn chìm chỗ này hết, cây ngập nước thì nó sẽ có thể một số cây nó sẽ chết, nhưng mà đặc biệt là bông trang á bà con yên tâm, bộ rễ nó cũng rất là khỏe lắm nha. Hoa rực rỡ luôn.
Trời ơi mấy cái gốc nè. Quá trời luôn. Những cây này là thuộc cái dạng cây tan khổ quá bà con ơi, đẹp kinh khủng luôn. Ưu điểm của trang này là hoa quanh năm, nhưng mà khuyết điểm của nó có một cái mình cũng chia sẻ cho bà con luôn. Khuyết điểm của nó là bà con phải cắt tỉa mấy cái khô này nè, nếu mà bà con mà không cắt tỉa nó rớt xuống nhìn đen đen, nhìn nó xấu. Nó chăm sóc thường xuyên thì bà con sẽ thấy hoa hoặc lá thôi. Còn bà con bỏ phế giống như vườn của anh Giang đây á, anh Giang ảnh cũng đâu có thời gian rảnh để mà tối ngày ra tỉa hoài đâu, cho nên là một là sâu nó ăn, hai là cái nó già mà không cắt nó khô rụng vậy nè đó. Nhưng mà nếu bỏ ra mấy cái đen đen rất là đẹp luôn bà con ơi. Đó là chia sẻ cho bà con cái dòng hồng phấn phất tím mà lá nhuyễn, nó đột biến lên thành cái lá trung là hồng phấn hương. Và sau đây thì mình cũng chia sẻ với bà con một số dòng đột biến, cũng bà con cũng thường hay xem clip của mình chia sẻ mấy cái loại mà hồng sọc, hường sọc 413 rồi đó, thì vườn có luôn, rất là đẹp luôn nha bà con. Lá trung nó mình đi xa xa cho trong kia đi anh Giang ơi. Hầu như là mấy cái loại vàng sọc, hường sọc là có hết. Ở khu vực miền Nam của mình á, người ta gọi là bông trang. Rồi khu vực phía Bắc thì gọi là hoa mẫu đơn. Đó đây nè, hồng phấn hương ha. Thì cái lá nó rất là dễ thương luôn. Lá thì bóng láng, thon dài, cứng. Hoa thì hoa là hoa màu hồng phấn, hồng phấn phất tím. Đây là vàng xếp Vĩnh Châu đại đầu Mỹ trắng đủ rồi. Rồi mình sẽ nó giới thiệu cho bà con xem, mà tại vì mình có gặp được một cái hồng phấn lá trung để mình so sánh hai cái mặt hoa đó cho bà con mình chiêm ngưỡng và sẽ biết được một cái loại hoa mới. Thì trên tay mình cầm là một cái bông hồng phấn siêu bông trắng, hồng phấn lá trung, hồng phấn siêu bông á bà con. Từ đó tới giờ mình có cái loại là trắng lá trung, rồi hồng phấn sữa và hồng phấn siêu bông. Thì đây là mình cầm trên tay là hồng phấn siêu bông nè. Đó thì cái bông đó bà con xem rất là giống với cái bông này nha, nhưng mà cái bông hồng phấn siêu bông thì cánh nó hơi tròn xíu, còn cái này thì cánh nó hơi dài và nó to. Đó, y chang nha, không khác gì hết, rất là đẹp. Nhưng mà cái loại này thì cái rãnh lá của nó thưa, cái cốt lá của nó thưa hơn, cái mắt lá của nó, dao lóng của nó thưa hơn cái là thằng hồng phấn siêu bông. Còn đây là hồng phấn siêu bông, cái dao lóng, cái đoạn lá của nó rất là ngắn, nó khít với nhau. Này là nó lùm hơn. Đó, y chang nha hai bà con, rất là đẹp. Một cái là hồng phấn hương, là đột biến từ hồng phấn phớt lá nhuyễn. Còn cái mình cầm là hồng phấn lá trung siêu bông. Đó. Cái này thì nó sáng hơn. Tím mà tím từ với cái đúng rồi, cái đế hoa của nó là có gì khác nhau không? Đế hoa nó đúng rồi, cái đế hoa nó khác nhau luôn nha bà con. Đế hoa của thằng hồng phấn siêu bông á, hồng phấn lá trung siêu bông á là nó màu xanh. Còn cái đế hoa của hồng phấn hương đột biến từ hồng phấn lá nhuyễn lên, đột biến từ hồng phấn phớt lá nhuyễn lên á thì cái đế hoa của nó màu đỏ. Đây, cuốn hoa màu đỏ luôn nha. Đó, hai cái khác nhau. Đó. Cây rất là đẹp luôn. Cây khủng khủng hơn ha. Cây tàn có ôm có ôm. Tàn ngang cũng có hơn mét. Đó. Hiện nay thì cũng xin chia sẻ chung với bà con là thị trường bông trang rất là đa dạng. Lá nhuyễn, lá trung đều có hết. Rồi tất cả các dạng sọc đột biến nè. Mấy cái cây này về bứng về thường giao lưu luôn là hết ý luôn đó anh. Tết mà bà con chuẩn bị những cái chậu tròn tròn mà cỡ vậy ha, bà con chơi xong cái Tết bà con cắt hoa rồi bà con dưỡng lại, bà con chơi suốt năm, bông trang rất là bền lâu theo thời gian. Bên đó là có mấy cái cây Mỹ đỏ phải không anh? Mỹ đỏ là Mỹ cam, ngày xưa là Mỹ đỏ Cà Mau đó. Cũng một thời quanh quanh vậy. Một thời quanh liệt liệt. Ở đây là này là Mỹ vàng son nữa nè phải không? Mỹ vàng son nữa. Vàng son là vàng son sữa đó bà con ơi, nói chung rất là nhiều. Nhà vườn ở đây thì nói chung là cũng giống như là nhà vườn Văn Vi vậy đó, hầu như là mấy anh em là chung chung một nhà một vườn
đây bị hồng quanh khởi quanh quanh liệt liệt, bây giờ nó còn đâu. Cây này giờ để làm kỷ niệm ha, để một hai cây tại vườn chơi với đỏ lá đỏ thái nó nhuyễn, đỏ nó nhuyễn cũng rất là đẹp. Này bà con có hoa tai á, mình cắt tỉa tròn như trái banh ha, cũng đẹp lắm chứ. Chim sen Vĩnh Châu tốt quá trời luôn, trồng đất cũng tốt. Bà con đặc biệt là bông trang phải trồng ở dưới đất là tuyệt vời nhất, hoặc là trồng trên chậu thì cũng phải có đất, chứ nếu không có đất là lá vàng hết. Chia sẻ cho bà con một yếu tố ngắn gọn vậy thôi. Hết biết luôn. Đây nè, hồng phấn hồng phấn hương hồi nãy mình nói nè, bông quá trời đã luôn. Thật ra thì những cái lá như vậy nhìn cũng thấy thấy đẹp. Được là cái bông, mà khi nở bông là nó trồi ba cái lá, nó tiêu khỏi lá, thấy bông không? À, nó trồi ra khỏi lá không anh? Ừ. Là lá nó mất hết, nhiều bông. Quá trời. Khi bà con mà có giao lưu bông hoa trang ở tất cả các shop về á, nếu mà bà con không có chậu đất á, thì bà con cố gắng tìm ra đâu một số đất để mà bà con cho vào để nó giữ cho cái rễ nó sẽ tốt, chứ nếu không là nó sẽ lâu ngày nó sẽ hư rễ vàng lá nha bà con. Thường sọc rất là đẹp, quá trời luôn, nhìn tê tái luôn ha anh nha. Cái này chắc anh cũng ít có tưới thuốc quá hả? Bởi vì nó bông nó tự động ra xong cái bị sâu ăn cái nó rụi luôn. Cũng chia sẻ với bà con một ý này nè, khi mà bà con cứ chơi bông trang á, nếu mà về nhà mình chơi với cái môi trường mà ở trong nhà mình á, sân nhà mình một hai cây thì không nói chi nha, bà con mà trồng nhiều cái số lượng mà lớn như vậy nè, là cái thứ nhất là bà con phải tưới thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu. Cái thứ hai là nếu không tưới thì ra lấy kéo cắt khi mà nó chuẩn bị tàn, chứ để nếu không là con sâu nó đẻ vô đây, nó đẻ vô những cái chỗ mà khe hở này nè, đẻ vô cái bông xong rồi nó ăn luôn cái bông này, nó có hư cái bông xong cái hai mấy cái chồi non cái bên nó đâm lên xong cái nó cắn luôn cái chồi non luôn, là giống như là cái cây mình phát triển chồi non ra 7 đọt 10 đọt thì nó sẽ ăn hết 7 đọt rồi, 10 đọt ăn hết 5 đọt rồi. Đây cây 3 màu nha cả nhà, hồng phấn thái 3 màu, tay toàn tròn như trái banh luôn ha. Quá trời, dáng hơi nghiêng nữa ha, đẹp dữ vậy. Đang lắc nhẹ ha. Đây nè, mình chia sẻ với bà con là đi trong thời gian quá trình mình đi quay clip á, cũng có đi rất là nhiều vườn, nhưng mà đặc biệt cái vườn của anh Giang thì có rất là nhiều cái loại cây hồng phấn hương này, do là vườn nhà những cái cây cổ thụ của hồng phấn phớt siêu bông đó nó đột biến lên, cho nên là anh mới có cái giống đó để trồng ra. Lá đó thì rất là đẹp luôn, hoa cũng rất là đã. Đây nữa nè, mấy cây như thế này là có thể là giao lưu xuất khẩu được rồi đó. Thì nếu mà bà con mà có nhu cầu mà xem cái clip này mà có thích á, thì bà con có thể liên hệ với cái số điện thoại của Văn Vi nha bà con. Mình thì không có để số điện thoại trên màn hình vì lý do chưa có đến cái lúc mà anh Giang anh có thời gian để mà tiếp đón với bà con, thì bà con sẽ liên hệ với số điện thoại của Văn Vi đi mấy anh em không à. Hồng phấn thái 3 màu nè, rồi mình chia sẻ cho bà con xem cái cây hồng phấn thái 3 màu này nữa, rồi mình cũng xin kết thúc clip toàn tròn hu ha. Quá là đẹp luôn, hồng phấn thái 3 màu. Lý do tại sao người ta nói hồng phấn thái 3 màu là như vậy, cái búp nó đang nở á, chuẩn bị nở, nó đỏ tươi vậy nè. Đó, khi mà nó nở xong nó gần già rồi, nó nở ra cái ra màu hồng phấn ha, già cái bông cái hoa nó già gần rà tàn cái rồi nó trắng lại, nó ngã cái màu nhạt lại, cho nên là gọi là hồng phấn thái 3 màu là vậy đó, một bông nó 3 màu. Cây khá đẹp bà con ơi, nó mấy cây khủng khiếp không.
cổ thụ không đây, cổ không. Rồi thôi, mình cũng xin kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp lại bà con vào những cái clip khác để mà mình cùng chia sẻ và giao lưu chiêm ngưỡng những cái dòng cây kiểng, đặc biệt là hoa trang trong clip của mình. Rồi cảm ơn bà con. Kính chúc bà con xem một ngày xem clip thật là vui vẻ nha. Cảm ơn bà con. Nếu bà con có yêu mến kênh Lê Nguyễn hoặc thấy có hay và ý nghĩa thì bà con hãy bấm nút đăng ký kênh để theo dõi và sẽ được biết được những cái nhiều dòng hoa mới để mình chia sẻ cùng bà con. Rồi cảm ơn bà con. Hẹn gặp lại bà con những clip khác nha.